Nói lại quán cà phê. Buông áo bà ra. Ở đây nha. Ôi anh ơi, có xe đâu anh? Qua. Ơi. Cái xe màu xưa mình ở đâu? Mình ở nhiều chỗ quá không hết nhớ chỗ nào rồi. Còn phải nói chỗ nào mới được. Cái xe này giờ. Ở dưới bãi Thị Vân á. Ở bãi xa quá. Bãi trước à, bãi xe tắm sạch lúc này, sạch đẹp rồi.